chào mọi người nhé. Cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Vũ Thanh Tùng, anh ở Quảng Nam, ở tỉnh Quảng Nam, huyện Duy Xuyên. Thì anh là người đầu tiên đã mở hàng và đặt cái sản phẩm mic S330 mang thương hiệu của BBS này ở bên em. Và một điều đặc biệt là anh đã đặt hàng sản phẩm ở trên web, nên là anh đã được hưởng một cái chương trình ưu đãi là giảm giá 5%. Đó, giảm giá 5%. Thì anh đang đặt một cái bộ sản phẩm mic BBS hàng bãi đẹp, và với cái giá là bên em đang để là 2.8 triệu, như trong video giới thiệu sản phẩm bên em đã có nói. Và thì sau khi mà được giá là 2.8 triệu thì anh đã được giảm 5%. Đấy, thì anh đã còn một cái giá rất là tốt thôi, chỉ còn 2.6 triệu thôi. Đó, anh em, nên là anh em hoàn toàn chúng ta cũng có thể nên lên web đặt hàng. Đó, thì anh Tùng nhá, em một lần nữa được gửi lời cảm ơn anh. Và đây là cái sản phẩm tai mic mà em gửi đi cho anh, và như nói rằng là nó đẹp. Thì đây ạ, sản phẩm nó như này ạ. Đây là một tay, và đây là một cái tay tiếp theo. Anh em có thể nhìn thấy và cùng đánh giá hai tay đây. Đó, thì đây là cái sản phẩm mà em sẽ gửi đi cho anh, bao gồm đầy đủ hết các phụ kiện rồi. Cái lăn mic cũng là của BBS luôn, chống lăn. Đó, đây. Và đây là cái hình của cái đầu, thì anh hoàn toàn nhìn thấy là rất còn đẹp. Đây là cái túi bóng, thì về anh có thể bóc ra nhá. Đấy, đẹp như vậy. Thì rất là chân thành cảm ơn anh. Và sản phẩm này thì em đã có test sóng với đầy đủ hết các thứ rồi, anh về chỉ việc dùng thôi. Vì sản phẩm này là em đã có cài đặt sóng và kiểm tra chất lượng sản phẩm rồi thì mà mới gửi đi cho anh. Thì đây anh em đang nhìn thấy là hiện tại là nó đang có sóng rồi, đúng không? Đó, thì đây là lý do nhá. Đây, từng tay mic một đã được em kiểm tra rồi, đúng không? Và thực ra là khi sản phẩm về là chúng em đã có kiểm tra từng bộ một rồi. Đó, bây giờ thì em sẽ gửi sản phẩm đi cho anh, và rất là trân trọng cảm ơn anh. Trân trọng cảm ơn anh em một lần nữa, và trân trọng cảm ơn anh. Anh em hãy lên web đặt hàng và để hưởng các cái chế độ ưu đãi nhá.